hai vị mới, vị sữa dừa thơm béo, vị đường đen ngọt thanh. Mà tôi thấy cũng ngộ lắm nha. Ngọc Thanh bên tôi xin nghỉ, tôi chạy qua tôi kiếm anh Quốc, cái anh Quốc cũng không có nhà luôn, làm sao? Bạn trai của em là chuẩn giới ca, không có đối thủ. Bạn trai em làm nghề gì? Đừng nói với anh là làm phục vụ nha. Khang. Mẹ. Mẹ. Con có biết con đang làm gì không đi? Tại sao tất cả mọi chuyện thay đổi nhanh chóng vậy chứ? Rốt cuộc thì em của anh là gì hả? Quý khán giả ơi, hãy nhanh tay cùng đề cử cho Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng năm 2022 nhé. Bước 1, truy cập vào trang web maivang.nld.com.vn vào mục phiếu đề cử và điền thông tin theo yêu cầu. Bước 2, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Giấc mơ của mẹ và bấm gửi phiếu đề cử. Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng, viết liền không dấu và gửi đến số 8100. Mức phí của mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Cảm ơn quý khán giả luôn yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.